MU hoàn tất tuyển mộ Amorim. Hôm 30 tháng 10, khi được một nhóm người hâm mộ tiếp cận và hỏi về việc tuyển mộ huấn luyện viên Ruben Amorim, CEO Dave Bradford của MU xác nhận mọi thứ đã xong. Give Me Sport cho biết trang chủ của MU có thể thông báo bổ nhiệm huấn luyện viên Amorim trong 24 giờ tới. Dự kiến, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mang theo 5 trợ lý đến làm việc tại sân Old Trafford. Hai người trong số đó là các trợ lý Carlos Fernandez và Adelio Candido. Hôm 29 tháng 10, tài khoản chính thức của Sporting Lisbon xác nhận MU sẽ trả hơn 8 triệu bảng phí để giải phóng hợp đồng của Amorim. Trước đó, huấn luyện viên 39 tuổi thống nhất mọi điều khoản để chuyển đến dẫn dắt Quỷ Đỏ. Dù vậy, phía Sporting vẫn muốn giữ Amorim cho đến các loạt trận FIFA Day diễn ra vào tháng 11. Đồng nghĩa, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục cầm quân ở Sporting trong các trận đấu với Estrella vào ngày 2 tháng 11, Manchester City vào ngày 6 tháng 11 và Braga vào ngày 11 tháng 11. Amorim cũng muốn tôn trọng cam kết với Sporting và tránh gây xáo trộn cho đội bóng trước loạt trận đấu quan trọng. Ruud van Nistelrooy, huấn luyện viên tạm quyền của MU, sẽ rời đội bóng sau khi MU bổ nhiệm Amorim. Cựu danh thủ người Hà Lan dự kiến dẫn dắt Quỷ Đỏ trong vòng 4 trận tới. Rạng sáng 31 tháng 10, van Nistelrooy cùng MU thắng đậm 5-2 trước Leicester City để đi tiếp tại League Cup. Đội chủ sân Old Trafford sẽ đụng độ Tottenham ở trận tứ kết. Huấn luyện viên van Nistelrooy khiêm tốn nhận may mắn sau khi MU đại thắng Leicester City. Trái với dự đoán của nhiều người, MU nhanh chóng vực dậy sau khi Ten Hag rời đi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Ruud van Nistelrooy. Quỷ Đỏ đã đè bẹp Leicester City với tỷ số 5-2 tại League Cup. Trả lời sau phỏng vấn, Van Gaal không thể giấu được sự vui sướng và gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, đặc biệt là Casemiro. Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Ngày hôm nay, tôi rất vui. Các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời. Bàn thắng đầu tiên thật không thể tin được. Bóng găm thẳng vào góc cao và thủ môn đối phương không có cơ hội để cản phá. Những bàn thắng sau đó của Casemiro, Garnacho và Bruno Fernandes cũng thật tuyệt vời. Chúng tôi đã ghi được 5 bàn và không lãng phí cơ hội như khi gặp West Ham hay Fenerbahce. Mặc dù vậy, tôi phải thừa nhận chúng tôi đã có may mắn song hành để tạo nên một buổi tối thật tuyệt vời. Tôi rất vui với màn trình diễn của Casemiro. Cậu ấy luôn nỗ lực, tập luyện và giúp đỡ đồng đội. Casemiro đã trải qua những thời điểm khó khăn, đặc biệt là sau trận đấu với Liverpool. Cậu ấy bị chỉ trích rất nhiều, dù điều đó không hề công bằng. Ngày hôm nay, Casemiro đã chứng minh được giá trị của mình. Ngoài ra, ông thầy người Hà Lan cũng chia sẻ mong muốn được ở lại sân Old Trafford. Tôi muốn các cầu thủ luôn như vậy, đáp trả đối thủ và tấn công. Phản ứng của họ sau bàn thua hôm nay thật sự rất tốt. Toàn đội xứng đáng với chiến thắng này. Tôi có thể về nhà và đi ngủ trong niềm hạnh phúc. Tôi tới đây với vai trò là trợ lý để giúp đỡ đội bóng. Điều đó vẫn không thay đổi. Với tình hình hiện tại, tôi sẽ giúp MU nhiều nhất có thể. Bây giờ hay tương lai đều như vậy. Tôi muốn giúp đội bóng phát triển trong tương lai. 4 cầu thủ của MU bị loại khỏi kế hoạch của Amorim. Huấn luyện viên Ruben Amorim được cho là sớm lên phương án chuyển nhượng cho Manchester United trước khi nắm quyền. Theo truyền thông Anh, Amorim bắt đầu trao đổi với ban lãnh đạo của MU về chiến lược cải tổ đội hình. Ông sớm đưa ra danh sách 4 cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, bao gồm Christian Eriksen, Victor Lindelof, Antony và Casemiro. MU sẽ bán đứt Casemiro, Antony, đồng thời không gia hạn hợp đồng với Eriksen và Lindelof. Những cầu thủ này hiện nhận mức lương cao nhưng phong độ kém thuyết phục hoặc đã có dấu hiệu tuổi tác. Do đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn tiến hành cuộc cách mạng nhân sự trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để giúp đỡ đội bóng vượt qua tình cảnh khó khăn. Lindelof không còn chỗ đứng tại nhà hát của những giấc mơ. Anh đứng sau những lựa chọn trẻ trung khác ở hàng phòng thủ. Casemiro và Eriksen đã lớn tuổi, khó có thể duy trì nền tảng thể lực để chinh chiến ở môi trường tốn sức như Premier League. Riêng Antony là bài hợp đồng thảm họa từ thời Erik ten Hag. Chân sút người Brazil tiêu tốn của MU 85 triệu bảng nhưng để lại màn trình diễn không đạt yêu cầu. Thậm chí ten Hag còn đẩy cựu sao Ajax lên ghế dự bị giai đoạn cuối dẫn dắt Quỷ Đỏ. Nếu bốn cầu thủ này rời Old Trafford, MU sẽ tìm cách thay thế, đặc biệt khi Eriksen và Casemiro sẽ để lại khoảng trống ở hàng tiền vệ. Amorim có thể sẽ nhắm đến một số cầu thủ Sporting Lisbon mà ông làm việc cùng. Trung vệ Goncalo Inacio được đánh giá cao khi giúp Sporting chơi chắc chắn chỉ để thủng lưới 29 bàn sau 34 trận ở giải vô địch quốc gia mùa trước. Hiện tại, anh cũng đã chơi hay, qua đó góp công không nhỏ giúp Sporting chỉ phải vào lưới nhặt bóng 2 lần sau 9 trận. Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh Marcus Edwards được đánh giá là sự thay thế tự nhiên cho Antony. Anh có 48 pha kiến tạo trong 116 lần ra sân cho Sporting. Cùng đội bóng này, vô địch Premier League mùa giải 2023-2024. Huấn luyện viên Al Nassr gia nhập đội vì Ronaldo.
huấn luyện viên Stefano Pioli thừa nhận việc dẫn dắt Ronaldo là lý do khiến ông nhận lời làm việc tại Al Nassr. Tôi luôn xem Cristiano là một nhà vô địch thực thụ, huấn luyện viên người Italy nói hôm 30 tháng 10. Có cậu ấy trong đội hình là một điều rất quan trọng. Tôi hào hứng và dễ dàng nhận lời mời làm việc tại câu lạc bộ. Tôi tin rằng bản thân có thể làm tốt. Huấn luyện viên Pioli cũng đánh giá cao tài năng của CR7. Theo cựu huấn luyện viên AC Milan, siêu sao Bồ Đào Nha có tinh thần làm việc tuyệt vời và luôn cố gắng thể hiện bản thân một cách tối đa trên sân cỏ. Ông Pioli nhận việc tại Al Nassr hồi cuối tháng 9, đôi bên ký kết hợp đồng đến năm 2026. Pioli là huấn luyện viên thứ tư cập bến Al Nassr chỉ trong vòng 18 tháng. Câu lạc bộ Saudi Arabia đổ nhiều tiền chiêu mộ nhiều ngôi sao danh tiếng nhưng chưa có danh hiệu chính thức nào trong gần 2 năm qua. Hôm 30 tháng 10, Al Nassr bị loại khỏi Kings Cup sau thất bại 0-1 trước Al Tawan. Ronaldo sút hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ 90+6, khiến đội nhà nhận thất bại cay đắng. Trận thua này đánh dấu thất bại đầu tiên của huấn luyện viên Pioli kể từ khi dẫn dắt Al Nassr. Cựu tuyển trưởng AC Milan thẳng thắn chia sẻ: "Về mặt kỹ thuật, chúng tôi chơi tốt nhưng vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Đội bóng cảm thấy thất vọng khi bị loại khỏi Kings Cup, nhưng chúng tôi vẫn còn 2 giải đấu để phấn đấu và sẽ nỗ lực cho những mục tiêu đó." Ở Saudi Pro League, Nassr hiện kém đội đầu bảng Al Hilal 6 điểm sau 8 vòng đấu và họ cũng đang cạnh tranh tại vòng bảng AFC Champions League với 7 điểm sau 3 trận. Guardiola: "Ronaldo là quái vật, còn Messi là bố của quái vật." Trong phỏng vấn ngày 29 tháng 10, trước trận gặp Tottenham ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh, huấn luyện viên Guardiola nhận được câu hỏi liệu ông đánh giá thế nào về việc Real Madrid có 3 cầu thủ đứng thứ 2, thứ 3, thứ 4 ở quả bóng vàng 2024 nhưng không tham dự. Ông trả lời rằng họ làm vậy chẳng có vấn đề gì và Man City không có nghĩa vụ đánh giá quyết định của câu lạc bộ khác. Guardiola sau đó còn tự nói thêm về phát biểu nhận giải của Rory và ông đồng tình rằng bóng đá Tây Ban Nha đã làm được những điều không tưởng trong 15 năm qua. Huấn luyện viên 53 tuổi nhắc tới năm 2010 khi cả 3 cầu thủ đứng đầu của bóng vàng đều trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barca, đó là Xavi, Andres Iniesta và Lionel Messi. Xavi và Iniesta không thể thắng giải vì có một con quái vật ở đó, chính là Messi. Guardiola nói thêm rồi cười: "Không ai có thể đánh bại Messi, chỉ có Ronaldo mới làm được điều đó, vì cậu ấy cũng chính là quái vật. Và bố con quái vật đó chính là Messi." Lionel Messi đang giữ kỷ lục giành 8 quả bóng vàng năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Còn Ronaldo đứng thứ 2 với 5 giải năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017. Hai siêu sao này thống trị giải thưởng 10 năm liên tục. Giai đoạn năm 2008 đến năm 2017, mỗi người 5 lần được vinh danh. Kể từ đó, Messi giành thêm 3 giải nữa, còn Ronaldo đã vắng mặt trong top 3 ở 4 kỳ gần nhất. Guardiola cho rằng Xavi và Iniesta cũng xứng đáng giành quả bóng vàng ít nhất một lần trong sự nghiệp. Vì thế, giải thưởng của Rodri năm 2024 xứng đáng với những gì bóng đá Tây Ban Nha làm được trong 15 năm qua. Rodri là tiền vệ phòng ngự đầu tiên giành giải thưởng này kể từ Lothar Matthäus năm 1990. Khi được hỏi về cầu thủ chơi cùng vị trí của ông giành giải này, huấn luyện viên người Tây Ban Nha không bất ngờ. Các trung vệ và tiền vệ trung tâm đã giành giải thưởng này rồi, nên không có lý do gì Rodri không được vinh danh. Ông nói: "Messi và Ronaldo từng ở đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại, nhưng họ không còn chơi ở châu Âu nữa, nên có cơ hội mở ra cho rất nhiều cầu thủ." Guardiola cũng tự nhận bản thân có đóng góp vào quả bóng vàng của Rodri. "Dĩ nhiên, tôi công chứ. Vì không có tôi, cậu ấy không thắng được", ông nói. Bởi bóng đá là môn tập thể, không phải cá nhân. Rodri cũng đâu có ngốc vì cậu ấy cần đội bóng và tổ chức để có thể đạt được giải thưởng. Nhưng dĩ nhiên, đóng góp của cậu ấy với Man City và đội tuyển Tây Ban Nha rất quan trọng và mọi người đều thấy điều đó. Cuối họp báo, Guardiola còn nhấn mạnh rằng giải thưởng cá nhân không có nhiều ý nghĩa và những cầu thủ đứng trong top 5 cũng có thể coi bản thân đã chiến thắng bởi việc phán xét họ dựa trên số phiếu của những người khác. Năm ngoái, Erling Haaland biết không giành giải nhưng cậu ấy vẫn đến dự và chúc mừng Messi. Ông nói: "Tôi mong giải thưởng này là một ngày hội để các cầu thủ đến chia sẻ niềm vui, còn người thắng cuộc không quá quan trọng."